Hồi sáng này Dạ Thảo chia sẻ về sự dâng hiến lên cho Đức Chúa Trời. Thấy không? Khi chúng ta dâng hiến, tại vì tiền của Chúa, bạc là của Chúa. Thật sự không phải là của chúng ta đâu. Ở lúc chúng ta tưởng của mình đó. Phải không? Chúng ta suy nghĩ coi phải dâng nhiều. Nhưng thật sự tiền của Chúa và bạc là của Chúa, của Ngài. Ngài cho chúng ta quản lý thôi. Chứ không phải là của chúng ta đâu. Dạ. Hồi sáng thì Dạ Thảo sẽ chia sẻ về cái phần rằng phải dâng cho Chúa. Phải không? Hãy lấy, Chúa nói rằng hãy lấy điều này mà thử. Nếu ai không tin thì thử đi. Coi Chúa sẽ làm cái điều này, điều gì trên đời sống của chúng ta. Phải không? Cho nên buổi sáng hôm nay cũng là dâng hiến. Nhưng mà Chúa dạy chúng ta rằng làm kinh tế theo nguyên tắc của Đức Chúa Trời là như thế nào? Hay là đầu tư theo nguyên tắc của thiên đàng là như thế nào? Mọi người thích đầu tư không? Yeah. Amen. Ai cũng muốn đầu tư phải không? Dạ, đầu tư là phải làm lợi ra không? Bây giờ mình bỏ tiền vô ngân hàng để làm gì? Phải có tiền lời không? Dạ, tiền lời. Rồi bây giờ mình đầu tư vào một cái công ty nào đó để làm gì? Để có lợi. Cái gì mình cũng muốn tiền, đẻ ra tiền phải không? Mình đâu có giữ, muốn giữ tiền trong đó đâu phải không? Giữ, đồng tiền giữ là đồng tiền thì chết. Cho nên đồng tiền ban ra ha, đầu tư là đồng tiền sống, là sanh lợi ra rất là nhiều. Có người họ có thể tính là có thể họ lấy cái số tiền đó ra họ đầu tư, và lấy cái tiền lời họ có thể trả tiền nhà, và tiền làm mỗi tháng bỏ vô túi để xài, không cần trả tiền nhà vì đã có tiền đầu tư để trả tiền nhà rồi. Nhiều người họ tính rất là hay về cái điều này. Và khi họ trình bày cái việc mà họ đầu tư á, cho tôi ấy, thì tôi nói cảm ơn Chúa vì Chúa ban cho con người chúng ta sự khôn ngoan. Phải không? Đầu tư chỗ này, đầu tư chỗ kia, chỉ phần lấy cái lời đó thôi, rút ra từ những cái lời đó để có thể chi phí và đóng tiền nhà. Còn tiền đi làm thì được dư ra, thấy sung sướng ha. Rất là sung sướng. Cảm ơn Chúa. Đó là đầu tư theo cách của ngoài đời. Còn bây giờ chúng ta học theo cách đầu tư trong nguyên tắc của thiên đàng là như thế nào? Có khác ngoài đời không? Hay là giống ngoài đời? Dạ. Bây giờ thí dụ như mọi người có tiền, mọi người muốn đầu tư vào một cái công ty nào đó, thì chúng ta phải làm như thế nào? Chắc này là thành chắc rành nhất á. Chọn nơi đó coi người ta có uy tín hay không. Phải không? Chọn mặt gửi vàng mà. Phải không? Cái người đó có uy tín hay không? Và cái công ty đó có làm ăn phát triển hay không? Mình mới dám để tiền mình vào chứ. Còn không sao mình dám để. Nếu mà công ty đó đang chết dần, làm sao mình dám để tiền vào? Dạ. Cho nên bao giờ mình cũng chọn mặt để gửi vàng hết. Cái đối tượng của mình là chọn cái người mà uy tín, cái người mà giàu có, cái người có thể tin cậy được, và người đó làm ăn trong sự thành công. Có phải vậy không? Dạ. Ok. Rồi bây giờ chọn đối tượng để gửi là một cái điều rất là quan trọng. Phải không? Bao giờ mình phải chọn cái người đó. Dạ. Và mình phải nghĩ coi cái cách đầu tư của mình như thế nào kìa. Phải không? Chọn rồi, nhưng mà cái cách đầu tư mình bỏ tiền vô như thế nào để cho nó có đẻ ra lời nhiều. Dạ. Còn bây giờ chúng ta cũng vậy. Trong nguyên tắc mà đầu tư theo nguyên tắc của thiên đàng cũng như vậy. Cũng phải chọn đối tượng à. Dạ, cũng phải chọn đối tượng. Vậy trong nguyên tắc của thiên đàng, đối tượng để mình chọn, để mình gửi tiền vào là ai? Mọi người trả lời là Đức Chúa Trời. Phải không? Từ sáng giờ mình chọn, mình dâng lên cho Chúa rồi phải không? Hôm nay tôi không nói phần đó, tôi nói một phần khác. Đó là đối tượng mà chúng ta có thể gửi tiền vào. Mọi người biết là ai không? Mọi người nghĩ ra chưa? Là những kẻ mồ côi, quá bụa, khách lạ và người Lê Vi. Mồ côi, quá bụa, khách lạ là khách từ những nơi khác tới, và người Lê Vi là những người hầu việc Đức Chúa Trời.
Đây là chúng ta đang đầu tư theo chiều ngang. Hồi sáng chúng ta đầu tư theo chiều thẳng và dâng thẳng cho Chúa, phải không? Bây giờ chúng ta đầu tư theo chiều ngang. Dạ. Chúa nói rằng ở trong Phục Truyền đoạn 14 á, từ câu 28 tới 29, cứ mỗi 3 năm anh em phải trích 1 phần 10 sản phẩm của năm ấy trữ lại trong thành. Bây giờ những người Lê Vi vốn không có phần và cũng không chung với cơ nghiệp với anh em. Các kẻ ngoại kiều, kẻ mồ côi, người quá bụa ở trong thành đều có thể đến đó ăn uống và no nê. Có nghĩa rằng 1 phần 10 đầu tiên dân sự đem tới chỗ thờ phượng Đức Giê-hô-va gọi là đền tạm. Và họ cùng ăn uống với gia đình mình ở đó. Và cùng ăn uống với những người Lê Vi ở đó luôn. Đó là mỗi năm. Còn cái điều này là mỗi 3 năm, 1 phần 10 khác, họ giữ lại ở trong thành, ở nơi họ ở. Và họ tổ chức để mời những người mồ côi, quá bụa, nghèo khổ, những khách từ nơi khác tới, và những người mà hầu việc Chúa ở nơi chốn đó để ăn uống cái phần này. Cho nên ở trong nước của Đức Chúa Trời không có sự nghèo khó đâu. Ngài muốn chúng ta đầu tư vô cái thành phần này nè. Và cái đối tượng này nè. Mà nếu chúng ta suy nghĩ theo kiểu chúng ta, thì nếu mà đầu tư vào cái đối tượng này rồi á, họ có trả lời không? Họ tiền đó họ trả lời, phải không? Có thể là mất cả vốn lẫn lời luôn á. Bây giờ mình nói thật đi, phải mất cả vốn lẫn lời không? Bây giờ tôi có đợi tiền đó, mà giờ tôi đầu tư vô cái nhóm này thôi rồi. Làm sao tiền đẻ ra tiền được? Họ đâu có trả lại cho tôi đâu. Họ không hề có tiền để trả lại cho tôi. Lúc đó tôi suy nghĩ, đâu có tiền, đâu có tiền lời ở chỗ này đâu. Mà phải đầu tư vô đây vậy Chúa ơi. Dạ. Nhưng mà Đức Giê-hô-va bảo hộ khách lạ nha, bảo vệ khách lạ, kẻ mồ côi và người quá bụa. Cho nên anh Nhân tới đây làm sao và tại sao anh Nhân gặp? Tại vì Chúa bảo vệ anh Nhân. Anh Nhân từ nơi khác tới nơi chốn này, phải không? Ngài là đấng bảo vệ khách lạ là gì? Đó là cách bảo vệ của Ngài. Ngài dùng mỗi người chúng ta để bảo vệ, phải không? Cho nên Ngài bảo vệ. Và chúng ta biết rằng ở trong á, hồi nãy tôi đọc là Phục Truyền ở đoạn 14 đó. Còn Đức Chúa Trời bảo vệ khách lạ ở trong Thi Thiên 146 câu 9. Bảo vệ khách lạ, nâng đỡ kẻ mồ côi và người quá bụa. Đây là những cái đối tượng mà Đức Chúa Trời chú ý. Cho nên chúng ta là con cái Chúa, đây là nơi mà chúng ta đầu tư nè. Phải không? Nhiều người chúng ta đi đến mà chúng ta tặng món quà cho ai đó, chúng ta phải coi người đó thân thế như thế nào, chức vụ như thế nào, mức độ ở cỡ nào. Và chúng ta lựa cái món đồ để tặng xứng với cái người đó. Và khi tặng xong mình cũng ao ước rằng sau khi tặng cái món quà đó, người đó sẽ giúp đỡ mình trong tương lai. Phải không? Bao giờ cũng có cái lợi phía sau. Có đúng vậy không ạ? Dạ, bao giờ cũng có cái lợi phía sau hết. Nhưng mà giúp đỡ những người này á, thì chúng ta không thấy lợi gì hết. Dạ. Mình không có thấy lợi, tại vì họ không có để đưa lại cho mình. Cho nên đây là cách giúp đỡ hay cách đầu tư mà Chúa nói rằng sự tinh đạo thuần khiết, không quen ố trước mặt Đức Chúa Trời đó, là thăm viếng kẻ mồ côi và người quá bụa trong cảnh khốn khổ của họ. Tôi đọc đang đọc trong Gia Cơ đoạn 1 câu 27. Sự tinh đạo thuần khiết không quen ố, có nghĩa là mình đến mình giúp người ta. Đây là cái sự giúp đỡ thuần khiết hay là thanh sạch đó, không có vụ lợi gì ở phía trong hết. Có nghĩa khi mình đi giúp người ta, mình ao ước mình có cái phần gì phía sau, phải không? Nhưng mà những người này không có tiền trả. Cho nên đây là cái tấm lòng chân thật của mình tới giúp nè. Mình biết họ không có tiền trả đâu. Cho nên mình đến với họ bằng cái tấm lòng yêu thương chân thật. Không quen ố trước mặt Đức Chúa Trời là cha chúng ta đó. Và
Cho nên sự giúp đỡ này hay sự đầu tư này là một điều rất là lợi. Tại sao vậy? Một hơi chúng ta sẽ thấy tại sao cái điều này tưởng chừng như mất nhưng mà bây giờ lại được. Amen, cảm ơn Chúa. Có một người đó đến một cái ngôi trường đó, tại vì ông thấy rằng ông này rất là giàu, và ông đến trên cái ngôi trường đó và ông thấy rằng tại sao có nhiều học sinh cái lứa tuổi đi học lại phải ở nhà. Và ông theo dõi thì ông biết rằng một số học sinh này cha mẹ quá nghèo và không có đủ khả năng để đóng tiền cho con cái của mình đi tới trường để học. Dạ. Thì ông làm điều gì? Ông thấy đáng lẽ ra giờ đó học nhưng mà họ lại đi những chỗ khác. Họ đi la mấy đứa trẻ nó ở nhà hoặc la cà chỗ này chỗ kia. Ông rất là thấy thương và tội nghiệp. Thì bắt đầu ông tới cái trường đó. Ông gặp ngay hiệu trưởng và ông xin ông đóng một số tiền cho các em đó vô trường học. Và ông xin một điều rằng đừng cho ai biết cái điều tôi đến và đừng cho biết tôi là ai. Và đừng cho học sinh nào biết tôi đã đến đây để giúp đỡ cái điều này. Ông xin cái điều này. Và khi các em đó tới học rồi đó thì các em nó nghĩ sao? Nói ai vậy? Ai mà giúp đỡ mình vậy? Còn những cái em mà đã tin Chúa thì nói rằng chắc có lẽ thiên sứ đến quá. Thiên sứ đến rồi giúp đỡ rồi thiên sứ đi, cho nên không có để tên để tuổi gì ở lại cho mình có thể cảm ơn nữa. Mà thiệt, nếu mà chúng ta giúp đỡ kiểu đó, chúng ta là thiên sứ của Đức Chúa Trời ở trong hoàn cảnh đó thật. Dạ. Cho nên khi giúp đỡ một người, đừng bao giờ cho tai tả biết tai hữu mình làm cái điều gì là như thế đó. Giúp đỡ một cách kính nghiệm thì chính những chỗ mà kính nghiệm đó Đức Chúa Trời sẽ ban thưởng cho chúng ta. Không cần phải nói là tôi để giúp đỡ chỗ này, giúp đỡ chỗ kia, giúp đỡ chỗ nọ để cho mọi người biết đâu. Không cần cái điều này. Dạ. Nhiều khi mình lên, mình nói đủ thứ điều nhưng mà Chúa nói không có cần cái điều này đâu. Tại ở trong chỗ kính nghiệm nhất, Đức Chúa Trời sẽ ban thưởng cho con. Dạ. Và cũng đừng có muốn để cho người khác phải mang ơn mình. Cái người đó không thể nào trả tiền lại cho mình được, phải không? Nhưng mà mình lại muốn người ta mang ơn mình đó. Nhắc ơn hoài, đã giúp đỡ người khác rồi cứ nhắc hoài. Người ta làm cái điều gì là mình cứ nhắc. Mình muốn người ta phải mang ơn mình. Cái điều này là cái điều rất là nguy hiểm. Dạ, cho nên khi chúng ta giúp đỡ ai rồi, đừng có mong người ta phải nhớ ơn mình hay đền ơn mình. Cái điều đó họ sẽ làm nhưng mà đừng có mong cái điều này. Tại vì cái sự giúp đỡ của chúng ta đó, Chúa dùng, chúng ta có tiền. Tại sao Chúa biểu đầu tư cho họ? Mọi người nghĩ coi tại sao Chúa biểu đầu tư cho họ? Dạ. Yeah. Tại sao? Tại vì khi chúng ta đầu tư cho họ, tức là qua họ chúng ta chuyển thẳng tới Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta giúp đỡ họ là chúng ta giúp đỡ Đức Chúa Trời. Chúng ta muốn họ nhớ ơn, chúng ta không có chuyển gì cho Đức Chúa Trời được đâu. Tại vì muốn họ nhớ ơn là chúng ta giúp đỡ chúng ta, chứ không phải giúp đỡ Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa dùng họ để chúng ta giúp đỡ họ, xuyên qua họ để đến với Đức Chúa Trời. Làm sao chúng ta biết cái điều này một cách rõ ràng như vậy? Dạ. Cho nên bây giờ chúng ta đã chọn được đối tượng chúng ta giúp đỡ rồi chưa? Dạ. Chúng ta biết chúng ta giúp đỡ ai? Chúng ta đầu tư vào cái đối tượng nào? Cái đó là đối tượng mà chúng ta phải đầu tư. Amen. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta qua một phần thứ hai. Đó là cách chúng ta đầu tư hay là cách chúng ta ban cho. Hôm nay cái bài chia sẻ này rất là khó nghe. Nhưng mà mọi người khi nghe được, mọi người sẽ nhận được cái phước hạnh từ nơi cái cách mà đầu tư của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Hồi nãy chúng ta chọn đối tượng rồi phải không?
không phải là những người giàu có, không phải là những người quyền thế, không phải là những người có tiền, nhưng mà những người mồ côi, quá bụa, nghèo hèn, khách lạ, những người không có tiền trả lại chúng ta đâu. Dạ, họ không có trả tiền đâu mà họ trả. Dạ, đó là Chúa biểu chúng ta đầu tư vô đó. Và cái thứ hai, bây giờ cách chúng ta đầu tư hay cách chúng ta ban cho như thế nào? Dạ, thái độ của chúng ta, cách chúng ta ban cho hay thái độ chúng ta ban cho quan trọng hơn quà chúng ta đưa hay là tiền chúng ta đưa. Mình cho tiền họ, cái cách mình cho tiền như thế nào? Có người quăng tiền vô cho họ, có người lựa những đồng cát, có người lựa những cái tờ giấy thiệt là cũ kỹ, loại tiền nào mình không xài đem quăng vô đó. Thì cái thái độ chúng ta cho như vậy có đẹp lòng Đức Chúa Trời không? Chúa hỏi chứ, con cho ta như vậy sao? Tại mình giúp đỡ người khác hay mình quăng tiền cho họ, tức là mình quăng cho Chúa đó. Chúa hỏi con đối xử với ta như vậy phải không? Những đồng tiền trách nữa. Cho nên đối với những người nghèo mà Chúa không cho chúng ta dâng tiền rách, tiền xấu, thì huống hồ chi dâng lên cho Đức Chúa Trời trong cái hộp này? Chả lẽ chúng ta lựa cái đồng tiền cũ nhất, rách nhất mà nhỏ nhất dâng lên cho Đức Chúa Trời hay sao? Cái thái độ của chúng ta quyết định cái phước hạnh của chúng ta. Khi đến với họ, nhiều khi họ hôi quá, mình không thể nào đến được. Khi mình đến với họ, mình có thể bịt mũi hoặc mình quay chỗ khác mình làm vậy. Và mình cho tiền họ như vậy, họ thấy sao? Dạ, đau lòng lắm. Dạ. Cho nên Chúa nói rằng cái cách ban cho của con quan trọng hơn cái số tiền con đang cầm trên tay, quan trọng hơn cái vật chất mà con đang cầm trên tay. Cái thái độ con đối xử với những người đó như thế nào? Nếu mà con gieo hạt giống sai trật, phải ban cho là gieo không? Dạ, gieo đó. Khi các con mà gieo hạt giống sai trật thì các con sẽ gặt lấy vụ mùa hư hại trên đời sống mình. Tại các con đang làm cho ta đó. Các con gieo giống gì thì sẽ gặt giống ấy. Còn các con gieo trong kiểu đó mà muốn gặt được phước hạnh thì làm sao được phước hạnh được? Cái cách con gieo trong sự khinh khi người ta, quăng vô người ta và coi thường người ta, lựa gì xấu nhất, không cần thiết nhất và đem tới họ. Mà các con nói là các con gieo là sao? Phải các con gieo những hạt giống xấu không? Con sẽ gặt những hạt giống xấu. Dạ. Nếu mà chúng ta mở ra Ma-thi-ơ đoạn 25. Dạ. 25, ở trong đoạn này Chúa nói về khi mà Chúa trở lại, Chúa sẽ phân chiên với dê ra. Chiên sẽ ở bên phải và dê ở bên trái. Và Chúa khen những con chiên. Dạ. Chúa khen như thế nào với những con chiên này? Hỡi những người được cha ta ban phước, hãy đến thừa hưởng vương quốc nước thiên đàng đã chuẩn bị cho các con từ khi tạo dựng trời đất. Vì ta đói các con cho ăn, ta khát các con cho uống, ta là khách lạ các con tiếp rước. Đói cho ăn, khát cho uống và khách lạ chúng ta tiếp rước, chúng ta không sợ, phải không? Ta trần truồng các con mặc cho, ta ốm đau các con chăm sóc ta, ta bị tù các con thăm viếng ta. Lúc ấy những người công chính thưa với Ngài: Lạy Chúa, có khi nào chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn hoặc khát mà cho uống đâu? Có khi nào con thấy Chúa là khách lạ mà con tiếp rước đâu, hoặc trần truồng mà mặc cho Chúa đâu? Những người nói con đâu thấy Chúa con làm, phải không? Con đâu thấy Chúa mà con làm điều này đâu, mà tại sao Chúa nói làm cho ta, phải không? Thì Chúa trả lời rằng, câu 40, thật ta bảo các con, khi các con làm điều này cho một người thấp kém nhất trong những anh em này của ta, tức là làm cho ta.
Cho nên khi chúng ta làm với những người mồ côi, người quá bụa, người nghèo hèn, người khách lạ, thì tức là làm cho Đức Chúa Trời. Cho nên hồi nãy giờ chúng ta nói rằng chúng ta giúp đỡ những người đó là giúp đỡ Đức Chúa Trời. Dạ. Kế đó câu 41, Ngài nói với những người ở bên trái rằng là những người dê đó, hỡi kẻ bị nguyền rủa, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời đã chuẩn bị cho quỷ dương và quỷ sứ của nó. Vì ta đói các ngươi không cho ăn, ta khát các ngươi không cho uống. Có phải không? Ta trần truồng các ngươi không mặc cho, ta vào tù các ngươi cũng không đi thăm viếng. Cho nên phải đây là mệnh lệnh của Chúa không? Mệnh lệnh của Chúa đó. Cho nên chúng ta giúp đỡ người nghèo khổ nhất, gần gũi với họ nhất, là chúng ta đang giúp đỡ Đức Chúa Trời của chúng ta. Cho nên có khi chúng ta giúp đỡ thiên sứ, có những người thiên sứ giả làm những người nghèo khổ. Tôi có đọc một câu chuyện, chỉ là một câu chuyện như cái điều này đã xảy đến làm động vào tấm lòng của tôi. Có một người đó, trong cái mùa Giáng sinh, một người này rất là nghèo. Rất là nghèo. Thì Chúa nói với cổ, ngay ngày Giáng sinh đó, ta sẽ đến thăm con. Cổ mừng quá, cổ nói Chúa ơi, con nghèo như vậy, không có tiền. Mà ngay ngày Giáng sinh, Chúa tới, con lấy cái gì đãi Chúa đây? Thì cô vét hết những cái đồng tiền còn lại để ra ngoài chợ mua. Đi trên đường về đó, thì cô gặp một ông già đó ngồi đó. Ông già nó đói dữ lắm, không có đồ ăn, mà giữa rét buốt, tuyết rơi xuống nữa. Dạ, tuyết rơi xuống mà ông xin bà, xin cô, nói tôi đói quá, có thể cho tôi đồ ăn được không? Thì lúc đó cô cầm ở trên tay, chỉ có số tiền còn lại để mua được cái này thôi. Mà cô suy nghĩ, cô nói rồi, con có khách tối nay, mà bây giờ ông cụ lại như vậy nữa. Thì cô nói là, ông cụ ơi, cái điều này, cái này là cho khách của con, khách quý của con tối nay tới. Thì ông cụ ngồi im và buồn, không nói gì hết. Nhưng mà khi cổ bước đi rồi, cổ thấy trong lòng bị cáo trách. Cổ quay lại, cổ nói đây là cái phần mà con dành cho người quý nhất, nhưng mà bây giờ con đưa cho ông cụ nè. Ở lúc đó ông cụ run lập cập tại tuyết rơi xuống và mùa lạnh. Thì cô mới lấy cái áo khoác của mình. Cô nói ở nhà con còn một cái áo rách. Ok, nhưng mà ông cụ như vậy, thì cô cũng lột ra cái áo đó để cho ông cụ. Có phải cô đang ban cho một cái điều quý nhất của cô không? Mặc dù chỉ có bánh mì thôi, mặc dù chỉ có cái áo cũ thôi, nhưng mà cái áo đó là cái áo tốt nhất của cô. Cái bánh mì cô đang cầm trên tay là cái phần ăn của cô đó, với một người khách. Và cô đã cho ông cụ đó. Và cô đi về. Cô nói Chúa ơi, đêm nay Ngài đến, con không có gì đãi cho Chúa hết. Thì về tới nhà, cô lại nhận được một bức thơ khác. Trong thơ viết rằng, cảm ơn con đã tiếp đãi ta. Cảm ơn con vì tấm lòng của ta, tấm lòng mà con đã ban cho ta. Thì cô nói, cô đã làm cái điều gì đâu? Thì bắt đầu Chúa nhắc lại, con đã làm cái đó cho ta. Ta đã đến thăm viếng con, và con đã làm cái điều tốt nhất cho ta. Lúc đó cô khóc quá chừng, vì Chúa đã đến thăm viếng cô ở trong một hoàn cảnh rất là không bao giờ cô nghĩ tới. Giống như người ta nghĩ là đấng Messiah sẽ đến trong một cung điện, trong một nơi nào giàu có nhất, vinh hiển nhất. Nhưng mà đấng Messiah đã đến trong chuồng chiên và máng cỏ. Cái sự ban cho của chúng ta, cái cách của chúng ta ban cho, quan trọng hơn đồ mà chúng ta ban cho. Cái sự trân trọng của chúng ta, không phải ban cho bây giờ đồng tiền rách, đồng tiền cắt, đồng tiền không xài, cái đồ gì mình không xài mới đem cho. Thì chúng ta sẽ nhận những cái điều đó trở lại cho mình. Tại mình ban cho những cái điều dư thừa.
Giống như Chúa nói với người đàn bà quá, bà chỉ dâng 2 đồng thôi, mà Chúa khen, còn những người kia thì dâng chỉ dư thừa ra mà thôi. Không phải dâng của bà, của quý nhất, phải không? Của quý nhất, của mà bà có thể sống bằng cái của đó, chỉ có 2 đồng thôi. Cho nên của quý ở đây không phải là số tiền lớn, mà bởi cái gì mình quý nhất mình đem đi dâng. Có thể 2 đồng tiền vẫn quý hơn mấy trăm ngàn đô la, khi mà số tiền đó chỉ là số tiền dư thừa mà thôi. Đôi khi chúng ta lấy cái dư thừa đó, mình cho người ta, mình thấy rằng ô bao nhiêu tiền này đối người ta là nhiều lắm rồi, phải không? Mà cái đó là số dư của mình, phải không? Mà Chúa nói con đã dâng sai rồi, con phải dâng cái điều gì mà con cảm thấy quý nó, mà con dâng trong sự hy sinh kìa. Cái mà điều Chúa tôi muốn nói rằng, thứ nhất là cái thái độ dâng, và cái thứ hai là cách dâng như thế nào. Phải dâng trong tình yêu thương, phải dâng trong tình yêu thương, trong cái sự tôn trọng. Khi bạn đem cái đó, đem đến một người đó, bạn đưa đại cho người đó, bạn thải đại cho người đó, hay là bạn đem tới với tấm lòng yêu thương, tôn trọng, nở một nụ cười, một cái ôm, một cái lời nói của sự nhân hậu, cái đó là cái mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta có. Còn dân kiểu kia là dân trong sự kiêu ngạo, dân trong sự khinh lờn, khinh người khác. Cho nên cái thái độ dân nó quý trọng hơn cái đồ vật mình đem đến là như vậy. Chúng ta nhớ câu chuyện người đàn bà, người Samaria nhân lành không? Dạ. Có một người từ thành Jerusalem tới thành Jericho, và đi giữa đường họ bị cướp, lột trần truồng hết, đánh đập và quăng họ vô đó. Họ nửa sống nửa chết. Và những người thầy thông giáo đi qua ngó rồi bỏ đi. Rồi những người Lê Vi đi qua rồi cũng ngó bỏ đi. Nhưng mà ai là người thể giúp đỡ cái người này? Một người Samari. Cái người đó đó lại giúp đỡ, băng bó vết thương, rồi chở tới quán trọ. Ông phải đi, nhưng mà ông phải làm cái điều này trước. Và sau đó ông nói với cái người quán trọ này, bao nhiêu hãy về tính cho tôi, thuốc men ăn uống như thế nào hãy về tính cho tôi. Dạ, đây là cái mà Chúa nói rằng coi chừng con cái của Chúa cũng dính vô trường hợp này, phải không? Những người ngoài coi chừng người ta vẫn tốt hơn mình trong cách đối xử, giúp đỡ và thương yêu đó. Cho nên hãy cảnh tỉnh, hãy làm theo lời của Đức Chúa Trời. Đây là một nguyên tắc của thiên đàng, nguyên tắc đầu tư của thiên đàng. Đừng có thấy tiền là có lợi, chúng ta sẽ đầu tư vô đó. Nhưng mà đầu tư ở đây nè, con sẽ thấy rằng họ không trả lại con, nhưng mà ta trả lại con đó. Tại vì con đang đầu tư cho ta, con đầu tư mà, nhưng mà con không muốn thấy rằng con không có lợi, nhưng mà chính ta ban lại cho con. Chính ta là đấng ban lại cho con. Đây là một nguyên tắc chúng ta thấy khác, phải không? Dạ. Còn nếu một điều nữa, nếu chúng ta mà dân mà chúng ta phàn nàn, dân sao nhiều quá, phải không? Cái này nếu mà tôi không dâng hồi nãy là tôi có tiền tôi xài cái này, tôi có tiền xài cái kia rồi. Dâng trong sự không vui, dâng trong sự kiểu như là gượng ép, dâng trong sự phàn nàn, thì bạn ơi, bạn sẽ gặt lấy những điều bạn làm đó. Tại bạn gieo hôm nay, bạn sẽ gặt lại ngày mai. Cái điều đó chắc chắn là như vậy. Hãy dâng của một cách vui lòng, hãy dâng của một cách vui lòng. Nếu không vui lòng, đừng dâng. Đừng dâng. Tôi nói thiệt, nếu mà tấm lòng quý vị không muốn dâng cho Chúa, đừng dâng. Còn hơn dâng mà phàn nàn, mà trách móc, mà gượng ép, cái điều đó chỉ làm cho chúng ta phạm tội thêm thôi. Dạ. Cảm ơn Chúa. Tại vì Đức Chúa Trời ở trong Côn Tô Nhì,
đoạn 9 câu 11. Chúa muốn chúng ta dâng qua những người khác để làm gì? Không phải Chúa ban tiền cho chúng ta không đâu, nhưng mà muốn ban tiền cho chúng ta để chúng ta dâng qua những người khác, cho người ta nữa kìa, chứ không phải giữ riêng cho mình đâu. Cho nên tưởng Chúa cho mình để mình giữ riêng nhé. Chúa nói rằng ta cho con để con ban ra, con ban ra và con giúp đỡ cho người ta. Chúa nói rằng anh em sẽ được phong phú trong mọi sự để làm việc thiện, sẽ được dư dật để làm việc thiện. Để qua chúng ta đó, người ta sẽ tạ ơn Đức Chúa Trời, phải không? Khi mình đưa cho người ta, phải không? Mình đưa cho người ta thấy không? Ta cầm số tiền đó, ta nói, ô Chúa ơi, tại sao Ngài biết có sự túng thiếu của con vậy? Mà Ngài sai người ta đem tiền lại cho con vậy? Phải người ta ngợi khen Đức Chúa Trời không? Ngợi khen Đức Chúa Trời, phải không? Và người ta nói rằng đây là sứ giả của Chúa đem tiền tới nè, phải không? Đây là sứ giả của Chúa mà Chúa sai họ đem tới cho tôi đó. Người ta đỡ túng ngạc và người ta ngợi khen Đức Chúa Trời. Và người ta thấy rằng Chúa của mình quá tuyệt vời, quá tốt đẹp. Dạ, cho nên hãy nhận, cái người nhận cũng vậy. Cái người nhận phải biết nhận với tấm lòng cảm ơn, cái tấm lòng biết ơn. Nhưng mà cái người cho đừng có đòi hỏi người đó phải biết ơn mình nha. Nếu mà chúng ta đòi hỏi người đó phải biết ơn mình á, tại vì tôi cho người đó mà tại sao người đó không biết ơn tôi gì hết trơn vậy, là chúng ta sai trật rồi. Tại vì chúng ta dâng cho Đức Chúa Trời chứ đâu phải đâu, phải không? Chúng ta dâng cho họ để thông qua họ chúng ta dâng cho Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta cần họ biết ơn không? Tại khi chúng ta cần họ biết ơn thì chúng ta đâm ra kiêu ngạo lắm á, rất là dễ kiêu ngạo. Giống như ông T.B. Joshua, ông nói vậy, ông nói chứ khi tôi đến với người đó, tôi cầu nguyện cho người đó xong tôi phải đi liền. Tại sao đi liền vậy? Tại vì ông rất là sợ khi cảm ơn nhiều ông giữ trong lòng mà quên đi dâng cái sự vinh hiển đó cho Chúa. Nhận không là ban cho không, không có điều gì ở trên đời sống mình hết trơn. Nhiều khi mình nhận lời ngợi khen, mình nhận cái điều này, nhận cái điều kia, cái điều đó là nguy hiểm nhất. Dạ, rất là nguy hiểm. Cảm ơn Chúa. Và hồi nãy chúng ta nói cách dân của chúng ta, phải không? Cách dân của chúng ta với thái độ nào? Thái độ coi thường hay thái độ với sự yêu thương? Và thứ ba, Chúa nói rằng con phải dân với thái độ hy sinh nữa kìa. Dạ, hy sinh. Bây giờ chúng ta thấy rằng cái sự ban cho càng ngày tội lỗi càng nhiều, cái sự ban cho càng ngày càng ít đi, hay là họ ban cho rất là cái số ít. Bạn có biết lúc nào bạn nên ban cho không? Chúng ta có biết lúc nào chúng ta nên ban cho là tốt nhất không? Chúng ta nghĩ là lúc nào chúng ta nên ban cho là tốt nhất? Dạ, lúc mà chúng ta thiếu thốn nhất là lúc chúng ta dâng đi. Tại vì lúc đó là lúc chúng ta gieo. Tại khi chúng ta thiếu thốn, như người đàn bà quá vậy, bà dâng hết của bà, phải dâng cái sự hy sinh của bà không? Dâng cái điều mà bà quý nhất cho Chúa không? Nếu mà chúng ta không dâng lúc thiếu thốn, nếu mà chúng ta không dâng lúc mà chúng ta nghèo, mai mốt chúng ta giàu chúng ta không dâng được đâu, tại số tiền quá lớn. Bây giờ chúng ta làm 1.000 một tháng, phải không? Chúng ta để ra chúng ta dâng được. Nhưng mà tới 10.000, 20.000, mấy trăm ngàn, làm sao chúng ta dám bỏ tiền ra dâng? Tại cái số đó nếu mà tính bằng 10 quá lớn, phải không? Không thể nào được. Khi mà chúng ta dâng lúc mà chúng ta nghèo đó, chúng ta sẽ, khi mà dâng rồi chúng ta sẽ, cái mà đầu tiên nhất là chúng ta phải thiếu không? Dâng hết rồi đâu có tiền đâu, thì chúng ta thấy chúng ta nghèo, chúng ta thiếu. Lúc đó chúng ta thông cảm với những người nghèo, họ từng sống trong hoàn cảnh đó đó. Còn mình không có thời, mình có tiền, mình không thể nào hiểu được họ nghèo như thế nào đâu. Chỉ khi nào chúng ta không còn
Chúng ta nghèo thiệt trong lúc đó đó. Chúng ta mới hiểu được cái sự nghèo thiếu của một người đó, và chúng ta thông cảm và chúng ta yêu thương họ là dường nào. Còn chúng ta sống trong sự sung sướng, chúng ta sống trong sự đầy đủ, chúng ta sẽ không hiểu được cái sự thiếu thốn của những người nghèo đâu. Không bao giờ. Cho nên khi chúng ta dâng lúc đó, Chúa ban cho chúng ta, cái thứ nhất, cho con hiểu được họ. Tại vì chỉ ở trong hoàn cảnh đó mới có hiểu, thể hiểu được người kia mà thôi. Còn không, chúng ta không thể hiểu được cái người đó được. Người ta có câu là có đức ruột, phải không? Mới thương cái người ruột đức. Nó là như vậy. Cho nên con hãy dâng ở trong hoàn cảnh đó. Mặc dù hiện tại con thiếu thốn, hãy gieo đi. Sau này con có nhà cửa rất là nhiều, mấy căn nhà, xe hơi mấy chiếc, chưa chắc gì con dâng được như vậy đâu. Con chưa chắc gì dâng cái điều quý nhất mà hiện nay con cầm con đưa đâu. Cho nên con hãy tập dâng, để sau này con có của cải dư dật tới đâu, con cũng vẫn thấy là cái đó không có quan trọng ở trên đời sống con. Tại vì con đã từng sống cực khổ trong sự thiếu thốn rồi, con đã dâng rồi. Cho nên bây giờ con dâng những cái điều đó là một cái thô mà cái phẩm hạnh mà ta đặt để và ta rèn luyện ở trên đời sống con. Cho nên hãy dâng, không phải lúc mình đủ, ôi tôi suy nghĩ tiền nào tôi có tiền, tôi đủ tôi mới dâng hay cho. Sai rồi. Khi quý vị có đủ, có nhiều, không dâng luôn á. Tôi kinh nghiệm cái điều này. Có một người nói với tôi, ôi bây giờ mình thiếu quá, mai mốt mình đủ, đủ hơn hay dư chút xíu mình dâng. Chứ giờ mình thiếu, mình sao mình dâng được. Mình nghe nó có lý, phải không? Rất là có lý, tại tiền chi chỗ này, chi chỗ kia, chi chỗ nọ. Nhưng mà sau này, cái người này làm lương nhiều, có tiền, có nhà, có xe, có cổ, vẫn không dâng được cho Đức Chúa Trời. Cái điều này là cái điều đau đớn nhất á. Khi con cái Chúa mà không làm được cái điều này. Và cái đời sống họ nghèo lắm, mặc dầu họ có tiền. Đời sống tâm linh nghèo lắm, khô héo lắm. Vì tấm lòng thuộc về tiền mà tấm lòng không thuộc về Đức Chúa Trời. Tiền ở đâu, hay của ở đâu, tiền của ở đâu là tấm lòng chúng ta ở đó. Tiền của chỗ nào là tấm lòng chúng ta ở đó. Mọi người có đồng ý cái điều này không? Dạ. Yeah. Tiền chúng ta đặt chỗ nào, lòng chúng ta ở đó. Tiền chúng ta đặt nhà băng thì lòng chúng ta ở nhà băng. Tiền chúng ta đặt công ty nhiều, chúng ta sẽ ở công ty nhiều. Tiền chúng ta đặt ở nơi nghèo khổ, tiền chúng ta đặt ở nơi Đức Chúa Trời thì tấm lòng chúng ta đầu tư cho công việc của Đức Chúa Trời. Cái điều này là cái điều chắc chắn. Dạ. Yeah. Tôi xin kể một câu chuyện về cái sự đầu tư. Nếu mà chúng ta đầu tư cho những người nghèo, tức là chúng ta cho Đức Giê-hô-va vay mượn. Mà muốn, mà nếu chúng ta đầu tư để cho làm lợi danh mình, để khoe khoang, để cho mình được tôn vinh, thì cái điều đó chúng ta gặt lấy hậu quả rất là đau đớn. Giống như một câu chuyện tôi đã xem qua. Một công ty nọ, họ sản xuất hàng về những cái thực phẩm á, bánh kẹo, bất cứ điều gì đó, thì bắt đầu họ sản xuất ra, nhưng mà cái công ty đó ít có ai mua, cho nên những cái sản phẩm họ làm ra đó hết hàng đi, ế không ai mua rồi, hết hàng một số rất là nhiều. Thì cái cô thư ký này lại nói với ông giám đốc rồi, bây giờ cái số hàng đó như thế nào. Lúc đó ông cũng nhức đầu lắm, phải không? Không biết tính số hàng đó sao. Bây giờ tồn động ở đây, bây giờ không thể nào bán được tại hết hạn rồi. Thì ông suy nghĩ một cách rất là khôn ngoan. Ông nói bây giờ lột nhãn ra, lột nhãn xuống hết. Cái ngày hết hạn nó lột xuống hết đi, dán cái nhãn khác vô, là nhãn hết hạn của ngày mới. Thí dụ như 1-2 tháng nữa mới hết hạn, lột hết và dán vô. Và ông nói rằng, mọi người biết ông làm điều gì không? Đem cho trường học
làm công việc từ thiện. Dạ, đem hết số hàng đó đi. Thấy cái điều này khôn ngoan không? Khôn ngoan. Dạ. Và chuyện gì xảy ra? Những nhà báo tới, thấy ông cho rất là nhiều. Những nhà báo tới, họ khen ngợi ông và họ hẹn ông để lấy ngài phỏng vấn về các công việc công ty ông đang làm, tại sao tấm lòng ông lại rộng rãi tới vậy. Họ hẹn, những nhà báo hẹn phỏng vấn ông và ông nhận lời. Thì sau khi ông nhận lời, khi cú phone tới ông nhận lời rồi á, thì sau đó tích tắc một cú phone khác tới với ông, là gia đình ông gọi ông phải về gấp và vào bệnh viện, vào phòng emergency. Không biết chuyện gì xảy ra. Xảy ra phải vô emergency mà đứa con ông đang bị cái điều gì. Khi mà vô đó thì phát hiện rằng đứa con này bị ngộ độc thức ăn. Thì ông nói tại sao nhà trường lại cho con ông bị ngộ độc thức ăn, ngày xưa giờ không có bị, mà bây giờ lại bị gì? Một cái tình trạng rất là nguy kịch. Thì bắt đầu ông kêu phải đem thức ăn lại cho ông kiểm tra, coi tại sao mà con ông bị vậy. Thì kiểm tra ra cái thức ăn mà con bị, tức là cái sản phẩm của ổng. Chúng ta thấy gậy ông đập lưng ông không? Gậy ông đập lưng ông đó. Cho nên khi mình ban cho với một cái điều gì ở bên trong, một sự khoe khoang phải không? Muốn làm nổi, muốn cho người ta thấy là cái danh dự mình phải không? Mình sẽ gặt lấy cái điều đó. Và sau đó thì ông kêu tất cả mọi người phải gom tất cả những cái hàng đó về và bỏ. Vì đã có người ngộ độc mà chính là con của ông nữa. Dạ. Cho nên đừng có ban cho cái điều gì thừa thải, ban cho cái gì hết hạn, ban cho cái gì không cần thiết, mình vô nhà mình thấy không cần thiết, mình gù ra cái mình đem cho. Cẩn thận. Cách ban cho không phải là đó là một cái cách đầu tư của Chúa muốn cho chúng ta đâu. Bởi vì chúng ta không có được cái điều gì là như vậy. Về coi gì không được cái ban cho. Đem cho. Mà khi mình cho mình đâu tiếc thì đó mình đâu xài đâu. Phải không? Cho nên mình đâu tiếc. Mà mình cho cái điều gì mình tiếc, mình có giá trị, mình quý. Giống như hồi nãy Dạ Thảo nói có kinh nghiệm rằng Dạ Thảo còn có 50 đồng thôi. Nhưng mà nếu dân á, thì hơi tiền xăng, đổ xăng, tiền này, tiền kia đâu. Phải không? Nhưng mà dân cái điều đó, dân cái mình quý nhất, cái điều đó chúng ta mới gặt được cái quý nhất. Cho nên ngoài cách cho, còn cái món đồ cho nữa. Cái món đồ cho nữa. Cho nên nếu chúng ta không tập, chúng ta sẽ không có. Hãy tập khi chúng ta nghèo, hãy tập khi chúng ta thiếu thốn, để chúng ta có thể kinh nghiệm được phép lạ Chúa ban cho. Mọi người nhớ cái đứa em trai đó, chỉ có 5 cái bánh và 2 con cá, phần ăn của em thôi. Nhưng mà khi em dâng cho Chúa thì cái điều gì xảy ra? Phép lạ xảy ra. Phép lạ xảy ra. Khi chúng ta dâng tiền kiểu này là phép lạ xảy ra. Không phải một mình em ăn. Nếu em giữ là em một mình em ăn thôi. Tại bữa đó mẹ em chỉ đưa em nhiêu đó là ăn đi ăn trưa. Nhưng mà khi em dâng cho Chúa và ngài cầu nguyện, 5.000 người bữa đó ăn, 5.000 người được ăn, mà đã vậy còn dư lại 12 giỏ đầy nữa. Khi rồi tôi đi bên Indonesia, tôi biết số tiền tôi có, nhưng mà tôi vẫn lấy đức tin tôi dâng. Tại vì có những người ở bên đó, những người đầy tớ của Chúa, họ rất là cần tiền. Tôi nhìn thấy và tôi biết cái điều này. Và tôi đã lấy cái điều gì tôi có, tôi dâng. Và cái điều lạ lùng mà tôi có thể nhận được, tôi không biết tiền tôi ở đâu có mà tôi đem về mà còn dư nữa. Tôi không hiểu tiền đó ở đâu đó. Tới nổi như vậy luôn á. Đáng lẽ là tôi dâng thì tôi đâu còn đâu. Nhưng mà khi về nhà tôi vẫn còn tiền dư. Tôi nói Chúa ơi, ngài đang làm cái điều gì vậy?
một kinh nghiệm mà khi chúng ta thiếu thốn, chúng ta dâng, Ngài sẽ dùng cái đó làm phép lạ ở trên đời sống mình. Khi Ngài kêu gọi chúng ta, hãy làm đi. Ngài muốn ban cho chúng ta một đức tin. Qua đức tin đó, phép lạ xảy ra trên đời sống mình. Khi dâng, đừng cho ai biết mình đã làm cái điều gì. Và đừng có mong người ấy biết ơn mình, đền ơn mình. Vì những điều mình làm là làm cho Đức Chúa Trời. Và mình dâng như thế nào? Mình dâng trong sự tôn trọng, hay là mình dâng trong sự khinh dễ người ta? Mình dâng trong sự dư thừa? Dâng với những gì mình bỏ ưa cho người ta? Thì mình không có gặt được cái điều gì cho chính đời sống mình hết. Phải mình gieo những cái điều đó cho mình, gieo những cái hạt giống xấu, cho nên làm sao có thể mọc được cái mùa vụ tốt được, phải không? Không bao giờ. Hạt giống xấu hư hết rồi. Cho nên nhiều khi chúng ta gieo những cái thư dư thừa, những cặn bã mà mình thấy không cần thiết, mà muốn Chúa đàm lại trên đời sống mình, làm sao làm được? Tại từ thái độ tấm lòng chúng ta đã như vậy rồi, làm sao Chúa có thể ban phước cho chúng ta được? Trong cách mà chúng ta ban cho hay giúp đỡ. Tôi không phải nói cái điều này về cái phần 10 dâng cho Chúa, cái phần 10 đó không có nói, nhưng mà tôi đang nói về cái cách giúp đỡ cho những người xung quanh. Đây là điều Chúa muốn. Và đây là cách đầu tư để chúng ta có tiền, mà tấm lòng chúng ta không có tự cao và tấm lòng chúng ta không có kiêu ngạo. Amen. Những người làm business và cả đời sống chúng ta, hãy thử Chúa đi. Tại tiền của Chúa, bạc là của Chúa. Hãy dâng cái điều gì quý nhất, mặc dầu đối với người hèn hạ nhất. Khi chúng ta đối với những người hèn hạ nhất, tức là chúng ta đối với Đức Chúa Trời của chúng ta đó. Dạ. Có một mục sư, tôi xin được giấu tên, và ông kể rằng như vậy. Có một người bạn cũng là mục sư đến nhà ông chơi, và ông thấy rằng cái bộ đồ vest của mục sư đó đã sờn rồi, cũ rồi. Thì ông nói rằng mình có một đồ vest mới, không phải mới được, nhưng mà cũng xài được, cũng tốt. Thôi mình có thể cho cái người bạn này đi, vì cái này vẫn tốt hơn cái kia. Và có gì mình đi mua cái khác cho mình, không sao. Và ông lấy cái đồ đó cho. Và ông đi ra ngoài, ông mua cái bộ đồ vest khác. Mặc dù cũng không có nhiều tiền lắm, nhưng mà đủ, trong túi ông có thể mua được cái này. Thì khi mua và lựa những cái đồ đó cầm trên tay về, cái vị này nói rằng, Chúa nói với ông, con đối đãi với ta như vậy sao? Tại sao con đối đãi với ta như vậy? Ông giật mình, ông không biết ông đối đãi với cái điều gì. Con đối đãi với đầy tớ của ta như vậy sao? Lúc đó ông sợ luôn đó. Và ông hứa với trong lòng rằng, con sẽ không bao giờ lám làm cái điều này. Tại vì con làm như vậy, tức là con làm với Ngài. Con đã làm điều đó với Chúa. Ông ăn năn và xin Chúa tha thứ. Cho nên hãy dâng cái điều gì tốt nhất. Cái điều gì tốt nhất của chúng ta, đừng dâng cái điều dư thải mà chúng ta không xài. Đừng làm như vậy. Chúng ta chẳng gặt được cái điều gì đâu. Muốn dâng cái điều tốt nhất thì chúng ta sẽ nhận cái điều tốt nhất cho chúng ta. Đây là một nguyên tắc kinh tế ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Đây là một bài chúng ta rất là khó nghe. Có phải vậy không? Rất là khó nắm lấy. Nhưng mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta được phước. Đức Chúa Trời muốn mỗi đời sống chúng ta ở đây được thịnh vượng. Làm trong nguyên tắc của Đức Chúa Trời. Ngài là đấng ban phước cho chúng ta. Hãy nhìn những người nghèo khổ của chúng ta. Hãy nhìn những người mồ côi, quá bụa, thiếu thốn đang ở chung quanh chúng ta. Nhiều khi chúng ta nghĩ, ô, nước Mỹ đã có chương trình cung cấp cho họ rồi chứ. Nhờ vậy mà nước Mỹ giàu có. Tại họ không biết nguyên tắc của Kinh Thánh. Nhưng mà Chúa hỏi, còn phần các con thì sao?
Cái đó là của nước Mỹ à, người ta cho người ta được ban phước. Còn các con có muốn được ban phước không? Nếu các con muốn được ban phước thì các con hãy đầu tư vào đây. Đầu tư tiền của các con vào đây. Để người ta thấy cha các con ở trên đời mà ngợi khen Ngài. Khi các con làm, người ta thấy thấy cha. Thấy ta. Phải không? Thấy ta và ngợi khen ta trên trời. Và có cơ hội người ta trở lại với Chúa nhiều hơn. Tại người ta thấy đời sống mình và người ta khởi khen Đức Chúa Trời của chúng ta. Có những điều lạ lùng lắm. Dạ. Mà Chúa muốn làm xuyên qua trong đời sống của chúng ta. Chúa muốn làm cho chúng ta giống như thiên sứ của Đức Chúa Trời đi trên mặt đất này vậy. Hay là những thiên sứ của Đức Chúa Trời ở trên mặt đất này trong sự giúp đỡ. Amen. Cảm ơn Chúa. Mọi người có amen cái điều này không? Amen cái điều này. Hãy amen cái điều này. Đây là một cái chìa khóa của sự thịnh vượng. Một chìa khóa của sự thịnh vượng. Một cách đầu tư của thiên đàng mà Ngài muốn mang tặng cho hội thánh của Ngài ở đất này. Amen. Cảm ơn Chúa.